Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh của mình. Một cái phiên đầu tuần chúng ta thấy rằng là thị trường chung lại là tiếp tục là một phiên giảm, đúng không ạ? Đạp thì cái biến của nó hôm nay là biến đồ là 1.117 là cao nhất và 1.104 là thấp nhất. Như vậy thì cái biến của nó là hơn 13 điểm anh chị ạ. Gần 13 điểm, biến của nó là gần 13 điểm. Đấy, biến đồ thì nó lớn nhưng mà khối lượng thì hôm nay là khối lượng thì hôm nay là hơn 800 triệu cổ trên sàn HOSE thì nó hơn 800 triệu cổ. Đấy, thì một cái biến đồ mà chúng ta thấy rằng là biến đồ thì rất là lớn, gần 13 điểm nhưng mà khối lượng nó nhỏ thì có khả năng tạo vùng đáy số 2 hay không? Đấy, thì đó là những cái nội dung mà hôm nay chúng ta chia sẻ. Anh chị lưu ý rằng là nếu như mà cả tuần giao dịch trước á, mà nếu như mà anh chị thấy rằng là nếu như mà thị trường gặp vùng đỉnh trước đây này, và chúng ta đã từng chia sẻ và nó là lỏng lẻo á, và anh chị đu vào những tuần trước thì rõ ràng là chúng ta rất là rủi ro. Tại một ví dụ như hôm nay mà anh chị thấy rằng là mua tuần trước mà hôm nay anh chị vẫn còn cổ phiếu chẳng hạn, là hôm nay anh chị thấy rằng là nó giảm như thế này thì chúng ta rất là mệt và cảm thấy rất là lo lắng. Thị trường có thể là giảm về đâu thì chưa biết, nhưng mà nó tạo ra cho chúng ta một cái tâm lý rất là mệt mỏi trong đầu tư. Đấy, thì cái kế hoạch á, thì mình nghĩ rằng là chúng ta phải luôn có cả kế hoạch trong cái đầu tư. Rồi, chúng ta mua vùng nào, chúng ta đầu tiên là chúng ta mình đã nói ở video cuối tuần vừa rồi ấy, là chúng ta nên có một kế hoạch là chúng ta phải xác định được cái xu thế thị trường chung để chúng ta chọn một điểm vào nó an tâm. Đấy, thì nó lại khỏe nhẹ nhàng hơn trong đầu tư. Thứ hai là ví dụ là nếu như mà anh chị giai đoạn vừa rồi anh chị mà bán cổ phiếu trên nó vùng đỉnh này, hoặc là anh chị cả quá trình này anh chị còn chờ, thì anh chị tiếp theo anh chị sẽ tham gia ở vùng nào á, thì chúng ta cũng không nên đoán thị trường đâu. Chúng ta nên chuẩn bị sẵn cả cái điều kiện để chúng ta tham gia, chúng ta có cả cái nguyên tắc để chúng ta tham gia. Mình lấy ví dụ như là anh chị vẽ một cái đường trend tăng này chẳng hạn, thì anh chị thấy rằng là nếu như thế này thì chúng ta nên đặt một cái điều kiện ở đấy của nó là ở vùng 1.100. Ví dụ như mình thì mình sẽ đặt ở ba cái mức, ví dụ ở vùng 1.100 thì mình sẽ có một cái kế hoạch, và nếu như mà nó cái vùng 1.100 nó không đạt những điều kiện á, thì nó có thể giảm xuống thì có thể là 1.090, mình sẽ đặt cho nó một cái điều kiện đấy, vào 1.080, 1.075, vân vân. Tức là chúng ta không đoán được thị trường mà chúng ta nên chuẩn bị cả cái kế hoạch ở cả cái vùng mà nó có thể giảm đến. Vậy thì đầu tiên chúng ta chia sẻ về video hôm nay, thì anh chị thấy rằng là hôm nay là một cái phiên mà thị trường chúng đang giảm điểm khá sâu, những chủ yếu là cùng giảm cả cổ phiếu trụ là chính anh chị ạ. Đấy, cổ phiếu như Vietcombank, Vic, Vinhome, Masan, BIDB, Novaland, Techcombank, MB, Techcom, vân vân. Đấy, như vậy là đạp trụ là chủ yếu. Ngoài ra thì một số cổ phiếu mà trong giai đoạn vừa rồi mà nó có tính đầu cơ rất là cao, ví dụ APS hoặc là EDC ấy, thì hôm nay nó giảm rất sâu, giảm sàn. Đấy, thì đó là những cái nét đặc trưng của phiên hôm nay thôi. Còn về thanh khoản của phiên hôm nay chúng ta thấy rằng là nó cũng một mức thanh khoản nó cũng không lớn. Đấy, so với cả cái giai đoạn gần đây chúng ta thấy rằng là một cái phiên mà thanh khoản nó cũng không lớn. Vấn đề biến động chỉ số thì nó khá là xấu, tức là nó đóng cửa là thấp nhất phiên. Đấy. Tuy nhiên anh chị nhá, tuy nhiên nếu nhìn trên biểu đồ ngày á, thì mình thì cũng cho rằng mình có trao đổi thảo luận trong nhóm khách hàng của mình rằng là nếu như phiên hôm nay là một phiên đạp xuống giảm điểm và đóng cửa là gần như thấp nhất phiên, và phiên ngày mai là một phiên đầu phiên giảm điểm và sau đó cuối phiên kéo lên được á, thì một cái ý này là mình cũng đã nói với anh chị ở trong cái video của tuần vừa rồi, tức là nó có thể test lại phiên ngày 6 tháng 9 này anh chị này. Đấy, tức là test ngày 6 tháng 9 này nó có thể test thấp hơn một tí hoặc là có thể ngang bằng hoặc cao hơn, nhưng mà nếu như mà nó test xuống và phiên chiều mai mà nó kéo lên được á, yêu cầu đạp xuống nhóm kéo lên phải khối lượng nhỏ anh chị nhé. Đấy, thì khối lượng nhỏ thì khi đó thì chúng ta sẽ có một cái điều kiện là chúng ta sẽ chờ ở lên nó lên vùng cân bằng ở vùng 1.000, lên cân bằng ở vùng này gì này, 1.115 cho đến 1.120 ở đây. Đấy, tức là nó sẽ cân bằng ở vùng này, thì khi đó là nó nếu như nó tiếp tục cân bằng ở vùng 1.115 cho đến 1.120 đấy, vùng anh chị nhé. Đấy, tức là khoảng vùng này. Đấy, thì mà khối lượng nhỏ xuống á, thì và biến đồ nhỏ thì đó là những cơ hội mà thị trường có thể là đi lên một nhịp tiếp theo. Thế nếu như đạt những điều kiện như vậy thì đấy chính là giai đoạn này, chính là giai đoạn hình thành LPS của theo về đây, thì nó là giai đoạn LPS. Để sau sau khi thị trường đã có quá trình phục hồi đi lên và nó gặp vùng đỉnh trước, thì nó thường có quá trình là gì? Cân bằng tích lũy rũ bỏ ở đây và hình thành các đỉnh sau thì cao hơn đỉnh trước, và đáy sau cao hơn đáy trước, thì đấy gọi là và hình thành cái biến đồ thu hẹp ở đấy, thì ta gọi đây là quá trình này là quá trình hình thành LPS. Đấy, với chúng ta một số người có nói là gì VCP đấy, đấy, đấy thì đấy, đấy, tức là quá trình này. Đấy, nôm na của nó là gì biến đồ chặt lại và khối lượng nhỏ xuống, thì ta gọi đấy là những yếu tố tích cực.
Vậy thì nếu như điều kiện đẩy xoay ở đấy là mình dùng từ đẩy trong ngoặc anh chị, bởi vì nếu như phiên ngày mai nó đạp xuống có thể là ở về nếu như đây là khoảng 1.100 cộng trừ 1 tỷ anh chị nhá, tức là nó chạm ngay đường chén chén này, đường chén tăng này này, chén tăng của cái, mình lấy cái này là mình lấy cái tiêu chí của phiên đỉnh này, cái phiên ngày 15 tháng 5 và phiên đáy của ngày 27 tháng 12 vừa rồi năm trước, tức là mình kẻ cái này thì chúng ta được cái này thì khả năng cao sẽ là về cái này mà nó tẹt lên được, kéo lên được á, thì nó sẽ có đáy số 2, tức là nó tẹt lại cũng đáy ngày 6 tháng 9 à, xin lỗi ngày 9 tháng 6 vừa rồi, thì nó sẽ chúng ta sẽ chơi, tức là quá trình này không phải đâu đó là khoảng tuần sau rồi, nếu mà ok, nếu quá trình này mà ok thì chúng ta sẽ có một quá trình là gì nữa vào hàng ở vào khoảng cuối tuần sau, khoảng cuối tuần sau đấy, thì đấy điều, nếu như điều kiện này xảy ra, còn nếu như mà nó không đạt những điều kiện này mà phiên ngày mai ví dụ nó đạt tiếp, nó thủng về lập lại vùng gáp này 1.090 này đấy, thì chúng ta phải chơi cùng chơi xem, tức là nó phải có một phiên kéo ngược lại ví dụ như đảo đạp về MA20 chẳng hạn, mình lấy ví dụ như MA20 đấy là 1.093, nhìn hiện tại là 1.093 này, nhưng mà như đa như thế này thì phiên ngày mai là MACD, xin lỗi, đường MA20 sẽ có xu thế là vẫn đang kéo lên thế này á, là khả năng nó sẽ chưa gãy đâu, khả năng nó sẽ chưa, là vì hiện tại là giá thủng MA10 thôi, còn nếu mà nó giá nó vẫn còn có hỗ trợ dưới là MA20, tức là nó có thể mình lấy ví dụ một cái kế hoạch tiếp theo nữa là nó đạp về 1.095 đây, 1.095 cái gì ạ, kiểu như vậy thì nó sẽ yêu cầu nó phải có quá trình kéo ngược lên, và khi nó chạm MA20 mà nó kéo ngược lên thì ta gọi đó là một cái phiên kéo ngược, và khi đó là yêu cầu khối lượng phải nhỏ đấy, thì nó sẽ tiếp tục lên, khi đó thì nó không phải là vùng cân bằng ở phiên ở vùng 1.115 nữa, 1.120 nữa, mà nó sẽ vùng cân bằng ở vùng mấy ạ, cái vùng 1.100 đấy, thì nó tùy vào những giai đoạn đấy, tùy vào những giai đoạn mà chúng ta nên chuẩn bị sẵn các điều kiện, ví dụ nếu nó về 1.100 chúng ta có kế hoạch như thế nào, và 1.090 thì chúng ta có kế hoạch như thế nào, 1.080 vân vân, 1.075 vân vân, thì chúng ta phải có đặt ra những điều kiện, thì điều kiện thị trường phải đạt những điều kiện như vậy thì chúng ta mới tham gia đấy, thì đó là những yếu tố như vậy, và anh chị lưu ý rằng là nó thường là như quá trình này vậy, gì anh chị là một đáy này nó tẹt lại đáy này, nhưng mà có vùng đáy này anh chị thấy rằng là nó sẽ cao hơn vùng đáy này, đúng không ạ, và cái biến độ nó nhỏ này, khối lượng nhỏ này, thì sau đó nó sẽ tiếp tục đi lên cân bằng, và sau đó nó nhận nó cân bằng ở đấy mất rất nhiều thời gian đấy, khi đó nó mới vượt được vùng đỉnh này, thì quá trình này cũng vậy thôi, giai đoạn đầu nó nếu mà nó ổn á, trong cái xu thế nó vẫn đang xu thế tăng anh chị nhé, thì nếu nó cân bằng được thì rõ ràng là nó cần phải có quá trình kiểu như thế này đấy, tức là nó phải có quá trình tạo đáy, sau đó là đi lên cân bằng tạo nên đấy, và phải siết chặt thì nó mới có một nhịp đi lên phía tiếp theo để vượt lại vùng đỉnh này đấy, thì đó là những cái lần chinh phục của thị trường là trong lịch sử là nó luôn diễn ra như vậy anh chị đấy, thì đó là về cái điều gì kia này anh chị tham gia là luôn nó luôn có những cái quá trình tạo đáy số 2, tất cả các quá trình đều có như vậy anh chị nhé, đều có như vậy, về cơ bản là có như vậy, thì thường là nó không có một đáy đi lên đâu đấy, và tất nhiên thì anh chị sẽ cắn vào những cái giai đoạn trong phiên anh chị tìm hiểu những cái điểm mà anh chị đánh giá về thị trường của những cổ phiếu. Còn bây giờ chúng ta lướt qua cả cái cổ phiếu hôm nay á, mình xem cho anh chị xem thêm một tí về chỗ chart giờ, thì nhìn chung là phiên hôm nay anh chị thấy là có 5 cái nến á, thì có 4 cái nến cuối cùng anh chị này đấy, 4 cái nến cuối cùng là anh chị thấy rằng là ở khung chart giờ thì nó đã có tạo một cái vùng nền đấy rồi đấy, vùng nền ở đây tất nhiên là nó vẫn còn lỏng lẻo, và khi nó gặp vùng nền ở phía trước này thì chúng ta thấy rằng là nó có quá trình cân bằng ở đây, và quá trình cân bằng này thì có khả năng là như phiên ngày mai nếu như nó ổn định được thì nó phải kéo lên, thì nó lên gặp vùng 1.020 đấy, gì nó gặp ngay vùng này luôn, và nếu như vậy thì lên gặp vùng này nó phải có quá trình tích lũy đấy, chính là lý do vì sao mình nói anh chị là nó phải có một đáy ở đây, thì nó sẽ lên đấy chứ kéo lại lên, nó sẽ test lại tạo một đáy số 2 và nó lên cân bằng ở vùng 1.115 cho đến 1.123, là lý do của nó là như vậy, tức là nó phải có quá trình hấp cung ở vùng này đấy, thì hiện tại như thế này trước có những tín hiệu gì hết đấy, nếu như nhìn chart giờ trước có những tín hiệu gì hết, chỉ có bốn cái nến đi ngang thôi đấy, mà vùng này cũng rất là còn mỏng manh bởi vì phía dưới của nó là có cả cái gap đấy, nó có thể là về lấp lại, chúng ta phải tùy vào những diễn biến trong phiên chúng ta đánh giá, còn nhìn vào MACD thì nó vẫn đang cúi đầu giảm, và hiện nay chúng ta thấy rằng là như phiên hôm nay nữa thì là MACD cũng không chặt giờ á, là đường MACD là đã cắt xuống đường không rồi, là một cái tín hiệu yếu đấy, tín hiệu yếu anh chị nhá, thì chúng ta chờ thêm xem phiên ngày mai, đặc biệt là phiên chiều mai nó rất quan trọng, bởi chiều mai là một phiên mà nhận hàng đủ đỉnh của phiên hôm thứ sáu về, sáng thứ sáu về nữa, do đó anh chị đánh giá phiên chiều ngày mai là mình thấy là nó khá là ok, nó sẽ đầy đủ hơn. Còn chúng ta đi vào đánh giá phân tích một số nhóm ngành,
Thì ví dụ như dòng dòng chứng khoán thì bây giờ nói về điểm mua hiện tại là chúng ta thấy là nó phải chơi, bởi vì chúng ta tuân thủ với thị trường. Đầu tiên là quan điểm của mình là chúng ta muốn tham gia một cổ phiếu, chúng ta phải đánh giá về xu thế của thị trường, và xu thế thị trường hiện tại là chưa rõ xu thế đây, và hiện tại như thế này á, đánh giá lớn á, thì nó đang xu thế đi lên, đánh giá nhỉ, ngắn hạn ở đây thì nó đang đi ngang, còn như là chúng ta mà ngắn thêm 1 tỷ mà tế công thì nó là đang xu thế giảm. Đấy thì đó là nó tùy với góc độ anh chị nhìn dài thì nó đang xu thế đi lên, còn anh chị nhìn vừa 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 thì nó đang trung hạn, anh chị thì nó đang đi ngang, còn nếu như là tế công thì nó đang như là nó đang xu thế giảm. Đấy do đó là nó tùy vào anh chị mà nhìn ở góc độ nào. Ví dụ anh chị nhìn ở một cái khung cảnh nào đó, và anh chị nhìn ở khung cảnh là 1D thì nó khác 2D, khác 3D, khác 4D, khác, từ là cái góc nhìn chúng ta khác, rồi đó cái đồ đánh giá chúng ta nó sẽ khác nhau. Còn bây giờ mà nếu như thị trường như thế này thì từ ngắn hạn, đấy từ ngắn hạn tế công thì đang xu thế giảm, và nếu như trung hạn thì hiện tại anh chị thấy rằng nó đang sideways, xu thế nó không rõ. Thì thường là chúng ta nói về đánh đầm giai đoạn này là nếu mua là chúng ta chưa mua, nhưng mà vì về chúng ta đánh giá quá về một số nhóm ngành. Đầu tiên là nói ngành chứng khoán như VND thì có thể nói là như thế này, thì nó mất rất nhiều thời gian để tích lũy lại trong trường hợp tích cực, còn để lên là rất khó anh chị nhá. RSI hôm nay cũng tăng đấy, nhưng mà khả năng như thế này để lên nó cực kỳ khó đấy, mặc dù là những cái tín hiệu nó xu thế chúng của nó, dài của nó là xu thế của nó vẫn đang xu thế tăng, nhưng mà những cái phiên như thế này mà cả thị trường và cả như cả một cái vùng cản của nó là ngay vùng cản này á, thì anh chị thấy năng lăn nếu như nó để lên được thì mình đánh giá rằng là nó sẽ khó, còn nếu như để mua mua những giai đoạn này thì là càng không đúng không ạ. Rồi HCM thì hôm nay nó khá ổn, nó vẫn giữ vùng nền này, nhưng cổ phiếu này những nhịp tới mà nếu như nó cân bằng tích lũy lại được á, đây nếu như nó cân bằng tích lũy lại điệp được á, thì những cổ phiếu này anh chị nên quan tâm. Đấy, rồi đối với dòng chứng khoán thì mình cho rằng là dù HCM nhịp tới và nó cân bằng tích lũy thêm thì nó khá yên tâm, chúng ta có thể là tìm những điểm chúng ta vào, nhưng hiện tại là trước có những điểm chúng ta không có thể mua được, bởi vì nó lên gặp ngay vùng cản và quá trình tích lũy của nó đấy là nó chưa đủ nhiều, nó thêm một số phiên nữa thì nó sẽ ổn. Đấy anh chị quan sát những thị những cổ phiếu này, SHE đúng vậy, SHE thì vẫn đang trong xu thế tăng, nhưng mà khả năng như phiên hôm qua và phiên cuối tuần vừa rồi, phiên hôm nay thì nó đã tạo ra những mấy xu thế ngắn, nên chị thấy rằng đây là những cái phiên mà chúng ta thấy đấy nhá, xu thế á thiên về áp lực bán nhiều, một phiên mà chúng ta thấy là đóng cửa là khá lưỡng lự và khối lượng lớn, thì bọn này trong trường hợp tích lũy á lại là tích lũy xu hướng là tích cực nhất, còn lên là khó anh chị nhá. Đấy VCI thì hôm nay cũng khá ổn nhất trong dòng chứng khoán đấy, nhưng mà tổng thể thì chúng ta thấy đang nó gặp ngay vùng cản đấy rồi, tổng thể nhìn xa một tí chúng ta thấy đang nó gặp ngay vùng cản. Do đó trong trường hợp mà anh chị mà không có hàng thì ví dụ như hôm nay thì rằng đây cũng không phải là một cái điểm mà chúng ta có thể mua được an toàn, bởi vì đầu tiên chúng ta nên tôn trọng thị trường, và nếu như nó tích lũy lại và thị trường rũ bỏ mà nó cân bằng được với những cổ phiếu này, nó tích lũy thêm á, thì chúng ta sẽ xem xét sau thôi anh chị. CTS trong vậy này, CTS trong vậy cái nền tích lũy nó là còn khá ngắn, thứ hai nữa là quá trình này là còn khá là dao động đấy, khá là dao động, chính vì vậy mà những cổ phiếu này thì mình cho rằng là nếu như nó tích lũy thêm và siết chặt đấy, siết chặt và như là khối lượng nhỏ thêm thì chúng ta sẽ tính toán sau. Về tổng thể đối với dòng chứng khoán thì hiện tại thì anh chị còn phải chơi chơi những điểm anh chị thì có thể là nó tích lũy lại thì nó ok, còn nếu như điểm mua hiện tại như tuần tới tuần này thì mình cho rằng là khả năng nó sẽ chưa, cuối tuần thì chưa biết, nhưng mà các phiên tới gần đây thứ hai thứ ba thứ tư là thứ ba thứ tư thì mình cho rằng là khả năng nó sẽ chưa, khả năng thôi anh chị nhé, những cái này nó tùy những diễn biến trong phiên, mình có nói được với anh chị như vậy. Dòng tiếp theo nữa là dòng thép, dòng thép thì đối với cổ phiếu Hòa Phát thì nó vẫn ổn anh chị này. Đấy, nó vẫn còn ổn, nhưng mà chúng ta có thể rằng là nó lại gặp ngay vùng cản này rồi, do trong trường hợp mà nó test lại và nó tích lũy lại á, thì nó sẽ lên được xa, còn nếu không như kiểu thế này để lên vượt vượt vùng cản ở vùng này thì mình cho rằng vùng giá 24.300 này đấy thì mình cho rằng là nó rất khó để có thể lên được những vùng này. Đấy, trong trường hợp nó có kéo lên đây thì nó phải tiếp tục là quay đầu giảm lại và tích lũy. Nam Kim này, Nam Kim thì mặc dù là một cái phiên giảm, biến đồ nó không lớn, khối lượng thì nó không lớn, nhưng mà kiểu giảm tét lại như thế này thì anh chị chờ thêm cả quá trình tích lũy phía sau, còn hiện tại để mua lần chưa. Hóa Sen cũng vậy, còn cả cổ phiếu Hóa Sen cũng vậy thôi anh chị, nó vượt lên vùng đỉnh này chúng ta thấy là phiên thứ ba tuần trước nha, 3, 4, 5, 6 đúng rồi đấy, thứ ba tuần trước đấy, là một phiên mà anh kêu vào thẹp thẹp bay thẹp chay là đấy đấy, nhưng chúng ta thấy đang khi gặp thị trường yếu là nó thể không lên được, và đặc biệt là vùng cản nó khá gần, do những cổ phiếu này chúng ta đang chờ thêm những quá trình tích lũy. Tổng quán chúng là về cơ bản là phải chờ anh chị, không phải phân tích nhiều dài dòng gì hết. Vietcombank thì mình cũng có nhưng mình bán rồi, mình bán giá
ở lên 3.000 anh chị. Đấy, Vietcombank có, nhưng mà hiện tại những cổ phiếu này nó đã vượt đỉnh từ vùng này lên, mình mua giá 94.000. Đấy, 94.000. Ồ, cái này. Đấy, lên được 103. Được 7 giá. Đấy, sụt rồi, sụt xuống từ từ 5 tuần trước. Đấy. Còn hiện tại những cổ phiếu này như thế năng là bây giờ như thế này thì nếu nó ok thì nó phải tính lũy lại thôi, còn khả năng để lên luôn thì chưa, mặc dù nó đã vượt đỉnh 52 tuần. Xu thế chung của nó, xu thế dài hạn của nó là vẫn đang trong xu thế để tăng, còn trong ngắn hạn ở đấy thì chúng ta thấy đang xu thế của nó là bắt đầu xu thế có quá trình điều chỉnh. Về tổng quan chung là dòng ngân hàng thì mình cho rằng là nhịp này nó cần phải có thể là có quá trình rũ bỏ lại, do đó là anh chị cần chưa vội phải tham gia gì đâu, ví dụ như Techcombank vậy này, rồi MB này, rồi là STB thì nó ổn hơn, nhưng mà STB có khả năng test lại đỉnh đấy, do đó là khả năng tổng quan chung về đối với dòng ngân hàng thì cũng chưa có thể nó mà vào lấy được nhịp này ở đây, do đó là trong ngắn hạn hiện tại thì mình cho rằng thị trường có thể là có quá trình điều chỉnh tích lũy thêm, còn mà để mà đánh giá về dòng dần hiện tại là bên gần như không có gì, gần như không có đấy, đặc biệt là dòng chứng khoán thì mắc cạn, dòng ngân hàng thì mới nổ lên một phát tích lũy mà dao động thì rõ ràng là nó sẽ rất khó để lên và khả năng nó sẽ tích lũy thêm. Rồi một cái dòng hôm nay cũng khá là tốt, đó là dòng dầu khí PVS này, xu thế nó vẫn đang xu thế lên này, nhưng mà điểm mua thì không có này, mình đã ăn nó ở khúc dưới này rồi đây, ăn nó ở khúc dưới này mình mua ở đây, mình mua cái những cái cổ phiếu như ví dụ như PVS là mình có hai điểm mua, mình đã từng chia sẻ với anh chị rồi, mình mua ở những vùng này anh chị 26.000 ở đấy, nhưng mà mình ăn nó ở vùng này rồi, 30.000 ở đấy là mình bán mất rồi đấy, do ở đấy không còn hàng. Nhưng mà nếu như nó tích lũy thêm chúng ta thì tin điểm vào 6 như hiện tại là gần như là không có điểm để chúng ta vào. Còn PVD cũng vậy, PVD thì bây giờ nó có thể là một đỉnh đây, đỉnh đây, trong trường hợp mà nó phá được hai đỉnh này á thì nó phải có quá trình tích lũy lại phía sau này, và quá trình tích lũy này lại phía sau này thì rõ ràng là nó phải siết chặt và khối lượng nhỏ thêm thì nó mới đảm bảo những điểm để chúng ta vào được là nó an toàn. BTR là cổ phiếu mà tích lũy khá lâu, hiện tại chúng ta thấy rằng là nó vẫn đang trên giá đóng cửa thì hôm nay là trên MA ngay MA20 đúng không, nhưng mà dưới MA50 đến MA200 đến MA50 đấy, thì hiện tại những cổ phiếu này chúng ta chơi thêm xem thì như thế nào, mà quá trình của nó tích lũy khá dài, nhưng mà để lên thì như khả năng đấy nó sẽ có quá trình tích lũy thêm đấy. Hiện tại là chúng như về đối với dòng dầu khí thì đánh giá quá như vậy thôi anh chị. Ở dòng bán lẻ thì hiện tại mình vẫn có cả cổ phiếu như đế như quân mình có, và cổ phiếu này mình cũng khoe với anh chị rồi. Nhưng hiện tại những cổ phiếu này chúng ta thấy đang là mua ở những vùng giá này thì những có phần còn lại không nhiều, nhưng mà vẫn có lại chúng ta vẫn cứ tiếp tục nắm giữ thôi, tỷ trọng không nhiều thì chúng ta vẫn nắm giữ được đấy, kể nó lên hay không thì kể, nhưng mà nó ví dụ nó về đấy về vốn chúng ta bán đúng không, có thể nếu nó lấp lại ví dụ phiên ngày mai hoặc ngày kia thị trường chúng xấu mà nó giảm về MA150 chẳng hạn mà khối lượng lớn thì chúng ta có thể bán, tuy nó tùy với những diễn biến trong phiên anh chị nhé. Đấy, còn mình thì những cổ phiếu này mình vẫn còn cầm, để cho quân mình vẫn còn cầm này, cái FLT thì anh chị chơi thêm đấy, nhưng mà nó gần gặp ngay vùng cản rồi. Về trong bán lẻ thì hiện tại thì đang là nó cũng đang gặp, hầu hết là cả cổ phiếu đang gặp vùng cản, và tổng quan chung của thị trường là nó cũng đang gặp ở vùng cản đấy, do đó là để mà tìm những điểm vào hiện tại là mình thấy đang là khá là khó. Hôm nay nhóm anh xây dựng cũng khá là tốt, tăng khá là tốt vì VCG này đấy, cuối phiên không là cao nhỉ, cuối phiên là đồng phiên không cả lường lự, nhưng tổng quan chung đấy thì thấy đang nó vẫn còn năng lọc, và thứ hai là khối lượng vẫn trước kia được đấy, do đó bọn này thì mình cho rằng là nó phải tích lũy thêm thôi, còn nếu như nó trong trường hợp mà các phiên tới mà nó tiếp tục siết chặt được á là những cái cơ hội, còn mà để mà mua những giai đoạn này vì như hôm nay hoặc là cả phiên hôm qua phiên tuần trước rõ ràng chúng ta không đạt những điều kiện chúng ta mua, thứ nhất là khối lượng lớn, thứ hai nữa là nó lòng lẻo dao động thì thường chúng ta thể phần không mua được đấy. Hôm nay có cái B không, nào cái B thì đá, nhưng mà chúng ta xem ở đây xem đó, KHB cũng đang tích lũy đóng cửa là cũng không được giữ được lại MA20. Nhìn chung là hiện tại nó thêm xu thế tích lũy thêm xem như thế nào thôi. Đấy, do đó là cả cổ phiếu như dệt máy nào, VGT nào, VGT nó vẫn còn giữ nên anh chị xem cái cổ phiếu này khối lượng nhỏ này. Anh chị quan sát để những cổ phiếu này cả phiên sắp tới như thế nào này. View này, GL anh chị này, vẫn vậy này. Đấy, khối lượng nhỏ thì trong chung giảm nó vẫn đang giữ vùng nền này. Thì cả phiên tới anh chị để ý cả cái dòng dịch máy xem như thế nào. Đấy, còn khả quan với cả cổ phiếu những giai đoạn này mình cho rằng là khả năng để mà có những điểm cổ phiếu để anh chị vào là mình thấy là rất khó. Gần như là nếu như các phiên tuần này có thể đến cuối tuần không biết như thế nào, nhưng mà giờ đến thứ tư thứ năm thì khả năng là thầy chưa có những điểm để có thể vào được cổ phiếu anh chị. Đấy, thì trên đây là một số phân tích nhận định của mình về
ở cái thị trường chung cũng như là một số nhóm ngành cổ phiếu. Hy vọng là những phân tích nhận định của mình sẽ góp ích cho anh chị trong quá trình đầu tư. Ở video mình xin phép dừng tại đây. Xin chào và hẹn anh chị trong những video lần sau.